ăn gì để tăng cơ hội mang thai? Nền tảng của khả năng sinh sản khỏe mạnh, sức khỏe của noãn ảnh hưởng đến cơ hội thụ tinh hoặc cấy ghép của bạn và cũng xác định cơ hội mang thai. Một chế độ ăn giàu axit folic sẽ hỗ trợ buồng trứng và cũng tạo ra trứng khỏe mạnh. Hãy chắc chắn bao gồm các loại rau, các sản phẩm từ sữa và cá trong chế độ ăn uống của bạn để hỗ trợ sức khỏe của trứng. Sau đây là một số thực phẩm cần lưu ý. 1. Bơ. Bơ là một siêu thực phẩm, hàm lượng chất béo cao trong bơ giúp ích cho sức khỏe của trứng. Bơ có nhiều chất béo đơn bão hòa, một chất béo tốt cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì sức khỏe sinh sản tốt. 2. Đậu và đậu lăng. Thiếu chất sắt trong cơ thể của bạn có thể dẫn đến thiếu rụng trứng. Đậu và đậu lăng là một nguồn giàu chất sắt và các vitamin khoáng chất khác cần thiết cho khả năng sinh sản. 3. Các loại hạt và trái cây khô. Trái cây và các loại hạt khô là một nguồn tuyệt vời của protein, vitamin và khoáng chất. Selenium là một chất chống oxy hóa giúp giữ các gốc tự do ở lại và cho phép sản xuất trứng tốt hơn. 4. Hạt vừng. Những hạt này chứa nhiều kẽm và giúp sản xuất hormone chịu trách nhiệm cho sức khỏe của trứng tối ưu. Hạt vừng rất giàu chất béo đơn bão hòa. 5. Quả mọng. Quả mọng là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ trứng khỏi các gốc tự do. Chúng là những siêu thực phẩm cung cấp sự bảo vệ chống lại một số bệnh tật, nên ăn ít nhất 3 phần quả mỗi tuần. 6. Rau lá xanh. Rau bina, cải xoăn và các loại rau lá khác có nhiều folate, sắt, mangan, canxi và vitamin A, bao gồm ít nhất 2 phần rau xanh trong chế độ ăn uống của bạn mỗi ngày. 7. Gừng. Gừng có đặc tính chống viêm, làm tăng lưu thông máu và thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Điều này giúp giảm bớt bất kỳ sự khó chịu trong hệ thống sinh sản, thường xuyên chu kỳ khỏe mạnh và giảm viêm của cơ quan sinh sản. 8. Rễ maca. Rễ maca là một loại thảo mộc tuyệt vời, chứa 31 khoáng chất khác nhau và 60 chất phytonutrient. Nó được cho là làm tăng sức khỏe tinh trùng và trứng, nó ổn định sự mất cân bằng nội tiết tố và cũng làm tăng ham muốn tình dục. 9. Quế. Quế được biết là thực phẩm cải thiện chức năng của buồng trứng và khuyến khích sản xuất trứng thích hợp bằng cách kích thích kháng insulin. Phụ nữ được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang được khuyên nên thêm quế vào chế độ ăn uống của họ. 10. Nước. Hãy uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất để điều hòa và cân bằng mọi chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn.